giờ đi săn hàng thôi chú xem đây. Do sớm lại thổi sang bên kia. Nào, hàng đây. Không được giật à? Đây, quay video cho anh em xem. Thế nào? Đây mà ngoài tự nhiên có búa giật thì tê tay á. Bên kia đóng cá đây. Thấy vớt cái này bên kia đóng cá rồi đây. Hay rửa vớt. Nghe rửa vớt cứ tưởng đóng cá. Thấy sọc vớt xuống tưởng đóng cá. Hay tụi nó có rãnh, nó có rãnh nhầm. Ra ngoài nó có một cái rãnh nè. Chứ có mà em vứt xuống cái rãnh, anh vẫn ở trên mặt, chưa xuống đến rãnh. Thế thì phải rồi, ra ngoài nó có rãnh mà. Nó có bạt trong cái dốc hình cái rãnh. Chuẩn đấy. Nhưng mà xa lắm, ra ngoài nó sâu lắm. Bụt mãn dưới. Mình đánh dìa thôi. Mình hết cần rồi làm gì còn ra nữa. Không phải, có con gì nhiều lắm mày nói chú loại này à. Nó đã ăn chú giật có sải tay, ăn thua gì. Nhiều lắm ở đây mày. Nó không phải một đàn mà gọi hàng đàn. Ừ, gọi hàng đàn, chứ một đàn. Một khả năng có con gì vào, anh cũng có gì vào. Im, tự im lại. Nó hốc liên tục, thả bát ăn, thả bát ăn. Thảo nào thì cứ lấy vượt trọc xuống tự nóng.
Đây mới là cá này, nhìn này, thấy chưa? Bên này mới là cá này, nào đang rồng ở đây. Cái gì ạ? Tưởng rồng cá gì. Đâu mới là rồng cá? Tưởng mới là đóng rồi, nó không phải. Nó rúc mà, ra ngoài nó rúc xuống mà. Nó rúc xuống ngoài sâu hơn tí mà. Nó có rãnh, có rãnh ở đây. Cái nước chảy vào thì cái rãnh như vậy. Ngày xưa người ta vét thành cái rãnh luôn ấy. Giờ như rãnh vết ao ấy. Vết ao bao giờ không có rãnh. Mình thấy tập tài nhỏ không chơi hết được. Hết mẹ mồi ra lối ra lên. Bên anh cứ im luôn này, quan lại đâu. Chắc chắn phải có con gì nó vào làm rồi. Mồi của anh bở hơn của chú. Chú chắc hơn. Chắc hơn thì tan chậm hơn. Của anh bở hơn nên tan nhanh lắm. Xuống phát một lúc không thấy gì là nó nổi luôn. Mồi chắc hơn. Mồi chắc hơn. Chắc hơn thì nó bền hơn. Cái gì có cái lợi có hại. Mềm thì nó nhanh xả. Nhanh xả. Cá to nó khôn lắm. Như cái con đâu mà vào tợp ngay đâu. Nó còn đi nằm vòng chán. Thế là cá không ăn luôn này. Cá chết rồi, chạy hết rồi. Thấy à? Chạy sạch rồi. Phải con gì không? Thế thì ai giật được? Ôi. Nó nhăng phát đi. Thế thì. Giật cho mình. Đấy thầy. Ngon. Ui dồi ôi, cái tưởng mẹ khủng long chứ.
gãy rồi. Ba nào chật mạnh thế. Gãy luôn. Gãy phát gãy luôn. Tàn cần rồi. Trăm gì nếu cần ngon của nó này cả triệu và cái đôi triệu, còn nếu cần rẻ rẻ thì cũng là mấy trăm, rẻ thì không được mấy trăm mà rẻ thôi. Rồi thế là gãy rồi, đóng hàng. Ui được con to ấy, đây được con ơi. Mừng cho con gãy cần được nhiều quá. Cá đây vườn nhất con cá chép lên bằng cái con bàn tay của mình. Điêu nhỉ, chỗ dưa y vườn nó cứ ăn này. Tài điêu. À tự nổi hết mồi rồi. Giật về đằng sau mà dính con cá chơi bằng bàn tay thì gãy ngay ngọn rồi, nổ lên lỗ ngọn, cụt ngọn lên, nhìn cái ngọn cụt thì được mẹ ngồi ngọn. Ấy là ôi cứ tưởng còn thằng nong rồi, nó im thế rồi. Hóa ra là bọn này nó vào, bọn này chắc được rồi. Năm nặng, sáu nặng, năm nặng, năm nặng, năm nặng, lấy to này rồi đúng không? To dần rồi em ơi. Im thế. Ban đầu lại cho nước. Mình cũng như được cái chép con đang ăn mạnh thế. Im hẳn luôn. Cái này đi được bẩn. Cá đâu chưa thấy. Đấy cần rồi. Quá đen rồi. Big
cần, không cần thay là nghỉ luôn đấy. Chưa được. Đấy, rồi. Đấy, rồi chán rồi hả? Kinh quá.
gọi chỉ mấy cuộc này. Chúc em về, em chiều chiều em về em xem có gửi cho hôm qua em quên mất. Vâng, vâng. Lên rồi vẫn còn có cá ăn, rõ cá con phá. Đấy thật. Đối với phao thì vẫn cứ cắn. Cái tép nó hứng ở trên. Nổi lên phát là bớp ngay. Đấy, thấy không? Vừa trò rồi tí. Cứ đường vào đây chạy thẳng nhà như vậy. Trôi đâu chăm khủng ngoài này dính còn chăm cỏ thì lại chả phải bàn, kể thằng tưng ra ngoài thì không phải bàn đâu đấy, lại còn trôi vảy trắng vảy trắng hay vảy đỏ hay đuôi đỏ trôi đuôi à quên trôi râu dài là vào đây trôi ít lắm. Sót mẹ đếm được, cháu đếm được dưới ao còn bao nhiêu con nữa. Không có cơ hội va mấy đâu. Mà va được thì toàn là góc kia, góc bụi thối kìa. Nó hay ở đấy. Góc này va thì chỉ có va chết. Còn chết thì chấm cỏ. Chả nhẹ rồi chấm đen. Cái lại kiếp rồi. Lại vào con hàng 12 cân nữa hả? Cứ nào bây giờ vào 12 cân thì mẹ dòng tất đến chưa. Ờ à, đúng rồi. Nhưng mà 12 cân chạy lâu lắm đấy. Nghĩ à. Rồi dòng cá mệt mà anh nghĩ. Mấy giờ nhỉ? À. Đi bàn sáng đi xem còn đồ ăn sáng vào đi. Thấy im im. Khả năng đéo cái gì im. Tự dưng nó im hẳn luôn. Ờ đúng anh là con to phết anh ấy. Nó thâu đây. Đấy, đúng là con thâu đây. Có ăn không? Ăn thì vào đi. Vứt mẹ đi. Xả cái máy ra bay con mẹ nó cần nước đéo tìm thấy đâu. Rồi, thoải mái chạy đi. Đó còn đồ ăn sáng. Đây là mồi câu chép của bác đây. Mồi câu chép đây bác. Mồi câu chép thì chỉ bắt toàn chép thôi, chả có loại gì khác. Nghe là một thau. Thau này phải cả chục cân. Hơn chục cân. Chép cứ từ 7 đến 8 lạng một con. Con to chắc được cân. Đây phải đến cháu phải đến 15 cân nhưng mà chục cân nữa. Đấy, mỗi câu chép của bác nha.